はい、皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。こんにちは。皆皆ささん、ん、こんこんににちちは。こは。んにちは。chúng ta bắt đầu vào buổi thứ hai, phần bảng chữ cái, đúng không nào? Hôm trước thì chúng ta đã học những hàng gì nhỉ, chị nhỉ? Hàng A, ca và ta, xa A, ca và xa. xa, đúng không? A, yếu, cái kỳ cộ và xa xì 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 xô, đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ học hàng ta. Ta na ha đấy, ta đấy không, mình biết chơi không, ta này, e, na này, ha, được chưa? Ta chi chữ đề độ. Chúng ta sẽ có tí nữa tập vào từng chữ thì mình sẽ giải thích sau, được chưa? Ok, ở đây chúng ta sẽ có ta, ta chi chữ, được chưa? Cái này chữ, cái này sẽ là chữ chữ, này đề độ. Đấy chính là đề độ. Ok. Đặt thời chúng ta sẽ bước vào chữ ta đầu tiên nhé. Ok. Đây là chữ ta của chúng ta. Ta. Người Nhật có hai xu hướng phát âm. Một là phát âm là ta, hai là phát âm là tha. Đấy nhỉ? Các bạn để ý vào từng từ vựng thì chúng ta sẽ phát âm như thế nào. Thường đúng đầu câu nó sẽ nói thành tha. Được chưa? Ok. Bắt đầu. Ta. 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 Được chưa nào? Đấy. Các nét viết thì có mấy nét đây? Một, hai, ba, bốn, như là bốn nét. Mấy chữ này đơn giản rồi nhá, chữ này như kiểu chữ T nhưng mà nó phải cong cong một tí, đúng không? Để chắc không là chúng ta có thể viết thẳng cũng được. Ở bên trong là chữ gì nhỉ, nhìn thấy bên cái nào, Cô. đồng chữ cô, đúng không nhỉ? Đấy, đấy, T và chữ cô này, chữ cô. Giờ mình viết đúng không? Chắc chữ này dễ rồi đúng không? Ok, ví chúng ta có thể viết là chữ gì nhỉ? Đây này, có một chữ này nhá, ngang này, đây là tha đúng không? Đây là Cô. cô, thà cô, thà cô là con bạch tuộc ấy. Thà cô, thà cô là con bạch tuộc, con bạch tuộc đấy. Thà cô có hai nghĩa, một là con bạch tuộc, hai có nghĩa là con diều, thả diều đấy. Thà cô, con bạch tuộc đang thả diều, hay là gì, chúng ta có thể chuyển gấp đây nhỉ, đang gì nhỉ, thả diều hình Hình con con bạch tuộc, hình con bạch tuộc. Đơn giản rồi đúng không? Chẳng chữ tiếp theo nhá. Đấy, chị. chi Chị này. chi Thả chị. chi Chị. chi Chị. chi Okay. Không phải là chị hẳn mà là chi bình thường. Chị. Này kìa. chi Chị hơi nặng một tí. chi chi Chị. Chị này có hai nét. Một. Đây là chi này. Cũng gần giống chữ ta kia đúng không? Nhưng mà đến đây thì nó vòng lên một tí. Đấy. Tổng số 5 chị. Con số 5 đúng không nào? Tại vì ta với chữ chi nó gần nhau, chúng ta liên tưởng đến chữ ta luôn được. Đúng không nào? Ví dụ như này nhá. Đây. Ta này đúng không? Ta này nó dài tiếp xuống đây đúng không? Thì chữ ta này, chữ chi này mình gì? Đúng rồi. Ngăn đây thôi mình vòng ngặt được. Đấy, ta chi. Đấy, ta chi. Thế nào? Ta chi. Đấy, chữ này không có gì khó khăn gì đúng không? Rồi, ta chuyển sang chữ tiếp theo này. Chi này, xong đến chữ sự. Chữ. Sự. Chữ. Sự. Chữ. Nó có âm S ở đây đấy này. Sự. Chữ. Sự, mình chờ không? Chữ. Chữ. À, Thúy tự bắt đầu mà. Sự. Chữ. Sự. Chữ. Sự. Chữ. Sự. Chữ. Ok, đúng. Chữ. Sự. Chữ. Thự, không phải thự mà. Sự. Chữ. Có âm S gì cho S gì Chữ. à? Đấy, đúng rồi. Sự. Chữ. Ok, sự. Chữ. Ok, sự. chữ sự. chữ Sự. chữ Tsuki. chữ kỳ Đây, tsuki. chữ kỳ Ok, chữ tsuki. kỳ Đúng không? Tsuki là mặt trăng, chúng ta thêm chữ chữ. Tsuki ở đây. Chữ này gì nhỉ? Hoặc là kutsu. Bây chúng ta chữ này nhá. Các bạn tưởng tượng đây là cái mũi dày của chúng ta. Được chưa? Tròn tròn. Tròn tròn cái đầu mũi dày của chúng ta. Sự. Được chưa? Thì đôi giày có nghĩa là gì nhỉ? Cứ cứ chữ 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 cứ chữ đôi giày là cứ chữ giày cứ chữ chữ nhá, viết từ vựng mà viết từ mới mà cứ chữ giày giày đi nhá, cứ chữ anh đọc lại một lần nào. Chữ 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 Ok.
cái răng của mình đây, cái lưỡi mình đẩy thẳng lên này, đúng không? Phát âm đâm gió, chữ S có chữ S gì rồi, ts ts ts. Ngày xưa sang bên Nhật á, thầy vẫn phát âm sai á, mãi đến lúc gần về Việt Nam rồi mình bắt đầu phát âm mới thành công chữ này đấy. Ở bên Nhật người ta cứ nghe thành chữ 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 cả chữ chữ á. Đợt đấy là thầy phát âm sai như thế, nhưng mà sửa dần thì sẽ được. Bây giờ các bạn ngay từ đầu các bạn phát âm chuẩn luôn thì sẽ không bị sai nữa. Ok. Tsu 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 tsu. Được chưa nào? Tsu tsu. Ok. Tiếp theo. Tê. 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 Ok. Tê này. Tê là tay đấy. Tê này. Một nét nào. Tê. Tê. Tê nhìn thấy nó giống chữ gì không? Nhìn nó cũng dễ đúng không? Tê. Tê có nghĩa là tay luôn. Tay. Tê là tay của chúng ta. Tê là tay. Tê tay quá. Rồi, tê đấy nhé. Rồi, chữ tiếp theo. Tô. 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 Tô đấy nhé. Hai nét. Một. Nét thứ hai này. Tô. Sát vào nhé, cho nó sát vào. Ok, tô. Tô. Ta chi tư tê tô. Nha, tô. Ok, tô. Cái chữ ta này, chữ tô này, nó có khuynh hướng phát âm thành chữ thở nhá. Ok, nên là tùy vào từ vựng chúng ta để ý nhé chưa. Ví dụ sau này chúng ta sang Nhật, ví dụ gặp những từ như là thông ngữ hay là thông cốt sự. Thông. Đấy nhá. Thông. Thông cốt sự là thông ngự, thông ngự là cái kẹp, còn thông cốt sự là mì xương lợn. Ok, thông cốt sự ra nè đấy. Đấy chứ nhỉ, tô rồi nhé, tô. Hay, bây giờ chúng ta sẽ vào từ vựng. Từ vựng của Hán ta, đấy chứ nào. Hay, từ chữ đầu tiên là nhung đọc à? Ta, ta gai. Ta gai. Đúng rồi, ta gai. Ta gai. Hay. Takai. 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 Takai ですね. Cả nó đọc à? Takai. 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 Ok. Thúy. Takai. 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 Ok. Tú. Takai. Ok. Takai là cao. Được chưa? Có hai nghĩa. Một là cao, ví dụ ngọn núi cao, hay là cái gì đó cao. Thứ hai nghĩa là gì nhỉ? Đắt. Đắt thế. Takai. Takai nè. Đắt nhỉ, takai nè. Takai là đắt nhỉ? Ok. Hay, tiếp theo. Hay. Chữ này gì đây? Kita. Đúng rồi, chữ này ki thì là kita. 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 Hay. Minami kita. Kita là phía bắc. Kita. Kita là phía bắc. Kita là phía bắc. Hay là có một nghĩa khác, kita. Kita có nghĩa đến rồi. Kita, kita. Đến rồi, đến rồi. À, kita, kita. Đấy. Đây là dạng quá khứ của động từ nhé. Và dạng xương kết thúc bằng chữ tạ. Ví dụ, hôm qua chúng ta học arigato gozaimasu ta. Đúng không ạ? Nhớ thế, kita. Được chưa? Kita. Các bạn đọc kita. 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 Ok, kita. Tiếp theo, chi. 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 Chi là máu. Máu. Chi là máu. Chi là máu. Dạ, chi là máu. Rồi, tiếp theo. Tsuki. 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 Tsuki là mặt trăng. Mặt trăng. Tsuki là mặt trăng. Tsuki. Tsuki là mặt trăng. Rồi, tú đọc lại từ đầu, từ 1 đến 4 nào. Takai. Kỳ tạ, chi, chữ kỳ. Rồi, chữ kỳ nhé. Hay, cái sao này, chúng ta học chữ thứ 5 này. Hay. Đọc xem nào, chú ý. Chú cư ế. Đúng rồi, chú cư ế. Chú cư ế. Đúng không? Chú cư ế. Hay, chú cư ế là cái bàn của chúng ta. Bàn. Chú cư ế. Chú cư ế. Chú cư ế. Chú cư ế. Nhá.
Số 6 này, T đúng không? T là tay mình biết rồi đúng không? T là tay đấy. 7 này. Thôi. 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 Thôi là xa nhá. Thôi xa lắm, ta không đi đâu. Giống như trong tiếng Việt chữ thôi đúng không? Thôi 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 thôi. Đó, nhưng mà đây là thôi. Thôi. Thôi là xa được chưa? Thôi. Hay, tiếp theo. Ê, Nhung có nhớ chữ này không? Chữ qua. Ô. Ô đúng rồi. Hay. Ô tô. Ô tô. Ô tô là tiếng động. Nó có tiếng động gì đấy không? Ô tô. Ô tô. Ô tô. Tiếng động của cái ô tô đi. Mình nhớ như thế. Thấy chưa? Ô tô mình nghe vào tiếng động của ô tô. Tiếng động. Ô tô. Ô tô. Hay, cả lớp đọc lại một lần nhá. Hay. Ê, takai. 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 Kita. 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 Hay. Chi. 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 Tsuki. 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 OK. Tsukue. 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 Te. 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 Thôi. 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 Ô tô. Ô tô. Ô tô. Ô tô. Nhung. Ô tô. Thôi. Ừ, thôi. Tê. Tê. Tsukue. Tsukue. Đúng. Tsuki. Hai. Tsuki. Tsuki. Hai. Chi. Kita. Takai. Takai. Ok chưa? Ok. Hai. Xong chưa? Rồi. Đúng vậy, lại chữ tsu này nhiều lần rồi nhá. Hai. Tsuki, 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 tsuki. Tsuki, tsuki, tsuki. Tsu. Đẩy mạnh trong ngộ lắm. Tsu. 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 Tsu 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 chuyển sang hàng na được đấy, na ni ni nè độ được đấy, na na ni ni nè độ được thế nào? Rồi vừa nãy chữ ta thì nó cũng ngang nghiêng nghiêng một tí này đúng không? Ừ. Đúng nào, con nét đầu tiên, nét thứ hai này đúng không? Rồi con nét thứ ba chúng ta một nét đây và cuối cùng giống như một nét alpha đúng không? Đấy na na na, các bạn nhớ viết nhá. Các bạn đang xem clip này nhớ lấy vở ra viết nhá. Na. Ok. Na. Đây, cho xem các bạn biết nào. Na. Dạ. Na na na. Na. Hai, chữ tiếp theo này. Ni. Ni. Oh. Lại có chữ gì ở trên trong kìa nhỉ? Cô. Chữ cô đúng không nào? Hai. Hai. Nị. Một nét. Được chưa? Nị. Nị. Hai. Nị. Nị. Nị là số 2 đấy. Ừ. Ừ. Nị là số 2. Nị. Nị. Thế nào? OK, nị đơn giản nữa. Ừ. Chứ mà lại chữ tha cũng có chữ cô này trên trong đúng không nhỉ? Ừ. Tiếp theo này, hai chữ này nhìn có vẻ hơi khó nhưng mà rất là dễ. Chúng ta hãy liên tưởng đến chữ A. Chúng ta thấy chữ A chưa? Chữ A rồi đúng không? A rồi. Đây này, nó có một phần của chữ này này, đấy, đúng không? Ừ. Xong thì chúng ta thêm một tí đây nữa, đúng nào? Này, thì chúng ta chỉ việc chữ A này không, chúng ta bỏ cái móc này đi. Để chúng ta sẽ kéo luôn từ dưới này. Kéo xuống này. Chữ A này. Em viết chữ A như thế nào nhỉ? Bây giờ thêm vào đây cũng được. Chữ A với chữ nữ gần giống nhau. Nữ. 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 Nà ni nữ. Nữ. Nữ được nhé. OK. A nữ thì không có nghĩa nhưng mà y nữ thì có nghĩa. Đấy. Y nữ là con chó. Y nữ, y nữ. Y nữ là con chó.
Hi, OK, được chưa nào? Được. Rồi, chữ nữ đơn giản rồi đúng không? Nà ni nữ, sau này chữ gì nhỉ? Nè. Nè, nè, nè. Đây, chữ này đây, này. Nhìn có vẻ hơi khó một tí nhưng mà thì nhờ, cũng không khó đâu. Nào viết từng tiếng một. Một nét sổ xuống đúng không? OK. Rồi thì chúng ta viết viết gần giống như số 3. Nhưng mà nó kéo xuống này. Cũng vòng lên một cái. Đấy. Giờ chữ nư và chữ đê thì nó có cái vòng này nhá. Nư đê thì nó có cái vòng này. Như thế nào? Đấy, bạn xem mình viết nhá. Đê, như thế nào? Nê. Nê. Nê là nhỉ nhé. Nê, nê. Đứng ở cuối câu, đứng cuối từ vựng, đứng cuối câu ấy. Ví dụ chúng vừa nãy chúng mình hay nói từ thakai, thakai nè. Thakai là gì nhỉ? Đắt, đắt nhỉ đúng không? Hay là xa nhỉ? Thôi nè. Đúng không? Thôi nè. Nè. Thế nào? Nè, nè. Hay, OK, nè này nhá. Này các bạn luyện thêm phao xe lại mình luyện thêm nhiều nhá. OK. Chúng ta chuyển sang chữ tiếp theo này. Hay, chữ này, chữ no. No. Na ni nu ne no. No. No dễ rồi đúng không nào? No. OK. No. 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 Sắp hết là chữ cái rồi mà. Nhanh không gì đâu. No. 6 hay 6 năm 30 rồi. Đó, đây là 5 nhỉ? Đây là 5, 5 năm 25. Đúng được rồi đó. OK. No. No. Được chưa? OK chưa? Rồi. Hay, OK. Nào, 1번. Đọc là gì đây Tú? Anna. Đúng rồi, Anna đúng không? Anna, Anna cái lỗ. Anna, lỗ. Anna, Anna cái lỗ. Anna. Được chưa? Anna đấy nhé. Anna. Tiếp theo, thứ hai là gì đây? Dung. Nay. 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 Nay là không có, không có. Nay. Nay là không có. Nếu không có lỗi cả. Anna, Anna nay. Anna gạt thêm trợ từ nữa vào thì ấy nhưng mà này, không có, không có nghe. Nay. Nay, nay, nay. Được chưa? Nay nhé. Chị tiếp theo số 3, ni là gì nhỉ? Số 2. Số 2 đúng không? Ni là số 2 nhé. Số 2. Số 4 là gì Nhung nào? 4 này. Cani. Đúng rồi. Cani. 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 Cani là con cua nhé. Cani. 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 Cua nhé. Cua. Cani. Được chưa? Cani nhé. Ca là con gì còn nhớ không? Ca. Đi. Là con gì nhỉ? Là con gì mọi người có nhớ không? À, con mũi. Là con mũi. Đúng rồi, con mũi đúng không? Ví dụ này, hai con mũi đúng không? Đây con mũi này, đây là hai này, đúng không? Hai con mũi đánh nhau với con cua. Hai con mũi đánh nhau với con cua đúng không? Ni. Ni. Ca ni. Được chưa? Rồi, tiếp theo, chữ này vừa học xong. Đấy nói rồi. Inu. Đúng rồi, inu. Đúng không? Inu là con chó đúng không? Còn cua này, con chó này. Tiếp theo, con gì đây? Nhung đọc con... Reko. Đọc ạ. Reko. Không phải re mà là gì ạ? Nè. 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 Nè, nè. Neko. 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 Này, Neko là con mèo. Neko. Neko này nhé. Neko. Chị nhỉ? Neko, có nó đọc Neko. 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 OK. Hai. Ane. 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 Ane là chị gái. Chị gái. Có một từ chị gái là chị gái của mình, khi mà nói về chị gái mình chẳng hạn thì sẽ dùng này. Tôi có ba chị gái chẳng hạn. Hai. Ane sanin imasu. Sẽ dùng từ ane này. Nhá. Còn gọi chị thì là one san. Cái này chúng ta sẽ học sau nhá. OK. Thế nào? Tiếp theo. Chữ này chữ gì đây Thúy? Tsuno. Rồi. Tsuno.
chino 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 là cái sừng nhá, sừng con bò, sừng con hươu á, chino đấy nhé, chino. Thế nào, Tú nào, Tú đọc là từ 1 đến 4 nào. Ana Ana Nai Ni Kani. Ok, Thúy. Inu Neko Ane Tsuno. Rồi, Tsuno rồi nè. Nhung, nói từ đầu. Ana Nai Ni Kani Inu Neko Ane Tsuno. Tsuno rồi nè. Còn nó đọc lại lần là Ana Ana Nai Nai Ni Ni Kani Kani Inu Inu Neko Neko Ane Ane Tsuno 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 Tsuno. Ok, Tsuno rồi nè. Neko. Được chưa nhỉ? Xong rồi. Vậy là chúng ta đã sang hàng Na rồi, đang xong rồi đúng không? Na rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo hàng gì đây? Ha 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 rồi nhé. Ha. Được chưa? Ha hi hu he ho. Được chưa nào? Ha. Chữ hai viết như thế nào nhỉ? Một nét thẳng này. Bình thường nét thẳng bên này người ta chỉ kéo thẳng thôi, còn chữ phẩy phẩy này, đây người ta viết đẹp thì nó sẽ như thế này. Còn bình thường người ta chỉ kéo thẳng không cái được nhá. Đấy, hạ. Đấy. Đấy. Bên trong lại có một chữ alpha đúng không nhỉ? Nhưng kéo từ trên xuống dưới. Dạ, hạ. Ha. Ha. Ok. Này dễ rồi đúng không? Ừ. Đây là chữ hi này. Chữ hi cũng dễ này. Ha hi. 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 Hiragana này nè. Nói trong cuốn sách là chữ hi đấy nè. Đấy. Hi. Hi trong hiragana. Hi. Hi. Nói chung là nhanh nhé. Hi. Hi. Cái hà hi hà hi. Được chưa nào? Hi được nhé. Chữ tiếp theo này. Hu. Hu. Nhìn chữ này nó viết khó. Khó. Nhìn nó viết đẹp nhỉ. Người ta phải viết như này. Phải này xong bắt đầu. Xì vòng 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 cái này. Như thế này, như thế này á. Tiên tiên này rất là khó, được chưa? Chúng ta chỉ cần viết như thế này này. Ê, viết này trong mình được. Ấy. Hừ, mà sẽ viết đẹp hơn này. Nhiều số 3 đây, nhớ chưa? Xong bắt đầu phải phải cái này. Nhưng bây giờ sẽ viết như thế này á. Được chưa? Phải phải. Nếu mà viết một mặt ngắn như này thì không có thời gian để viết đó. Ừ. Nên mình, nhiều trong tiếng Việt có nhiều chữ mình viết cũng viết hoa viết rất là đẹp đúng không nào? Ừ. Nên chúng ta có thể viết tắt được. Hoặc là nếu mà người ta viết ngắn này, viết như này. Đấy. Thế là gì ạ? Làm sao viết là nhanh nhất là được. Ok. Ví dụ trong sách người ta sẽ viết như này nhé. Phải. Đấy chưa? Bắt đầu. Vào có như thế này, bắt đầu. Như thế này. Đấy. Hoặc là phải phải đây. Phư. Thực ra... chứ mình chữ này có hành trình rất là sống. Quen tay sẽ viết như thế này. Đấy, cũng là đẹp rồi đúng không? Ok. Để làm sao nó nhanh nhất đấy. Ừ, người ta cũng hiểu không? Đây, Nhung viết rất là đẹp nhé. Được rồi, bạn viết theo kiểu này được nhá. Ok. Như thế này. Ok. Phụ, phụ. Rồi, xong rồi nhá. Bắt đầu phụ. Phụ. Không đọc là phư hẳn nhá. À ha hi phư mà phư 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 thì chúng ta sẽ là phu 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 đẩy hơi ra được phu phu lưỡi phu lưỡi phu lưỡi đấy như nào phu ok hay ok tiếp theo
hệ hệ chữ này dễ nhìn như cái mái nhà đúng không ạ? Nhưng mà núi đúng không nào? Hệ hê 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 hê. Ok, tiếp hộ. Chữ đầu tiên của hà này là chữ gì nhỉ? Chữ hà đúng không? Hà hô đúng không? Gần giống nhau đúng không nào? Đây là chữ hà của chúng ta đúng không? À, bây giờ chữ hô thì chúng ta sẽ gạch nét bên trên này. Như nào? Hô. 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 Hà hi hi hè hộ. Hộ. Ok. Đúng chưa? Rồi, rồi ạ. Ok, hộ đấy nhé. Hộ. Hộ. Vậy, từ vựng nào? Vậy, có 6 từ vựng. Chữ đầu tiên sẽ là? Hà. 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 Hà răng. Răng. Ừ. Răng đấy. Thứ hai, hai chữ hà. Đấy. Bà gái. Hà hà. Hà hà. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha là mẹ, mẹ của mình. Ừ. Mẹ của mình nhé. Dạ, ha ha. Mẹ. Tiếp theo, hi. Hi. Hi là lửa. Lửa. Nó có nhiều nghĩa nhưng mà tạm thời các bạn nhớ cho mình nghĩa lửa được không? Hi. Dạ. Đấy nhỉ? Được. Tiếp theo, hi cười. Hi cười. Hi cười. Hi cười. Hi cười. Hi cười. Vừa nãy học cao rồi, bây giờ chúng ta sẽ học là thấp. Hi cười là thấp. Hi cười là thấp. Bắt là ta cai này nhé. Thấp là hi cười. Hi cười nhé. Hi cười. Được chưa? Rồi. Hi cười nhé. Tiếp theo. Phục. 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 Ok. Phục. 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 Phục, 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 phục. Còn nào? Cuối cùng là gì đây? Hồ sĩ. Hồ sĩ. Hồ sĩ. Hồ sĩ. Hồ sĩ. Hồ sĩ. Hồ sĩ là gì hả? Ngôi sao. Hồ sĩ là ngôi sao. Hồ sĩ là ngôi sao. Đây, cả lớp đoạn này hả? Hà. 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 Hì. Hì. Hi cười. Hi cười. Hi cười. Hi cười. Phục. 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 Hồ sĩ. Hồ sĩ. Hồ sĩ. Hồ sĩ. Hồ sĩ. Hồ sĩ. Ok. Để sẽ kiểm tra nhé. Tú. Ở chỗ này. Nai ạ. Nai. Ok. Thí. Neko. Neko. Nhung. Chino. Ờ. Chino. Đấy nhé. Tiếp. Inne. Inu. Inu rồi nhé, chứ là chữ ngự đúng không? Inu rồi nhé. Chữ này gì là Thúy? Anna. Hai, Anna rồi nhé. Anna. Anna là cái gì còn nhớ không? Cái lỗ. Cái lỗ đúng không? Hai. Thế còn Tsuno? Tsuno. Cái sừng. Sừng. Thì đây chắc là nhớ K là con gì? Con muỗi. Muỗi. Ni là gì? Hai. Hai. K ni là gì? Con cua. Con cua đúng không? Ok, con cua rồi nhé. Hai, tiếp theo này. Kiểm tra tiếp này. Hai. Thúy. Chukue. Chukue là gì? Chukue là cái bàn. Cái bàn, đúng rồi, cái bàn đấy. Đấy, tiếp theo. Nhung. Chuki. Chuki nhớ gì ạ? À, là mặt trăng. Mặt trăng, ờ, chuki đấy, thì thuộc mặt trăng đó, chuki. Đấy, tê là gì Tú? Tê là tay ạ. Ờ, tê tay đúng không? Tê tay. Ok. Chữ này dễ rồi, các bạn gì nhỏ, cả lớp? Thôi. Thôi, thôi nè. Thôi nê là gì? Sa. Nê là gì? Nhỉ. Nhỉ đúng không? Thôi nê. Thôi nê. Thôi nê. Sa nhỉ đúng không? Tiếp theo. Ta cai. Ta cai. Ta cai là gì? Đắt. Đắt đúng không? Ok. Thôi rồi. Vậy là bài học của chúng ta hôm nay kết thúc tại đây. Thế nào? Hay, chúng ta đã xong thêm được 3 hàng nữa rồi. Hay, chúng ta sẽ còn gần một nửa nữa. Giờ sau chúng ta học nốt. Được chưa? Tầm khoảng 16 chữ nữa. Mới sao nữa? Xong rồi. Sắp xong rồi đúng không? Các bạn yên tâm là học xong buổi sau thì mình sẽ có một cách để làm cho các bạn nhớ được bằng những cái này một cách đơn giản. Thế nào? Ok? Rất là dễ thôi, được chưa? Hay. Hay, ok. Vậy là chúng ta kết thúc đây. Minasan, kyou arigatou gozaimashita. Sensei, arigatou gozaimashita. Hay. Minasan, arigatou gozaimashita.